Chương 422, có quyền trách cứ sao? Lúc trở về lại nói cho bọn hắn biết, trên cơ thể nữ hài kia không có hơi thở người, như thương thang nhẹ, tìm cái ghế ngồi xuống, hai đầu gối gập lại trên ghế dựa mặt vòng quanh hai cánh tay, không hề lên tiếng, Vạn Sự Thông biết giữa nàng và cô độc chứng nhất định có lời muốn nói, vì thế xua đuổi Mai Mai cùng nhau đi ra ngoài, Mai Mai có chút không vừa ý, vừa bị Vạn Sự Thông xô đẩy mặt khắc còn hướng về phía cô độc chứng hô, này không thích nói chuyện. Buổi tối ta tới tìm ngươi cùng ăn cơm, quỷ đồng cũng đi theo vạn sự thông, bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng, nán lại một chút trong không gian cuối cùng đều thanh tĩnh trở lại, cô độc chứng tự mình đứng lên đi đến bên cạnh như thương, cúi đầu nhìn xuống nàng, thấy nàng không nói, liền chủ động nói, sao vậy, nàng ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm về phía hắn, trong ánh mắt lại có chút phức tạp, như thương cũng nói không được tâm tình mình lúc này đối với cô độc chứng mình là như thế nào. Người này là chiến hữu sống vai tác chiến tốt nhất, đắc lợi nhất, cũng là người khi nàng có nguy nan nhiều lần ra tay cứu giúp, nhưng chỉ mới vừa rồi lúc còn đang một phen đối thoại với đồ lạp, lại làm cho nàng đối với mối quan hệ này thật sự có chút hoài nghi, cảm thấy cô độc chứng đã có mục đích của mình, đã không còn là người từ vương thành Tây Dạ chạy trốn ra chỉ một lòng một dạ đi theo mình nữa, nhưng nàng có quyền trách cứ sao? Đáp án dĩ nhiên là không có, nếu trách cứ, nên trách những gì đây? Trách hắn không nên có tư tưởng của mình? không nên có toan tính của mình tất cả đều phải xoay chung quanh nàng nàng muốn làm gì hắn phải đi làm đó như vậy quá ích kỷ nàng làm không được nhưng nếu không trách chung quy lại cảm thấy trong lòng có nhiều điểm mấu chốt không qua được giống như lúc mới từ dược vương cốc đi ra biết được tiêu phương lừa gạt nàng là đau như vậy đây chính là biện pháp ngươi nói rốt cuộc đã mở miệng nhưng chỉ hỏi như vậy cô độc chứng gật đầu thẳng thắn phải chỉ vì vào cung dẫn đến hai nước giao chiến không sai, chương 423, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ giúp ngươi. Tại sao? Nàng đột nhiên đem thân thể vương thẳng lên trước, nắm tay chống lên ghế dựa hướng về phía cô độc chứng đang không người trước mặt mình, ngươi đừng nói vào cung chỉ là vì giúp ta đi tìm thầm châu. Ta không tin, cô độc chứng hơi nhíu mi nhìn nàng, thật lâu không lên tiếng, như thương nhìn thấy được ở trong ánh mắt hắn tựa như có một tia ưu thương, giống như bởi vì câu không tin này của nàng mà có, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, tại sao không tin đây? Cô độc chứng khoát tay, câu hỏi nhẹ nhàng như mây gió, vừa là hỏi, vừa là tự mình nói, như thương đem một tia dao động hơi trào dân ở đáy lòng áp chế đi xuống, sau đó tiếp tục mở miệng, nói, tìm thầm châu vốn chính là chuyện riêng của ta, ta thừa nhận kéo theo ngươi vào là ta không đúng. Nhưng nếu ngươi không muốn, đại khái có thể rời đi, ta dù sao cũng không có đến mức cầm đao để lên cổ bắt ngươi đi theo ta làm một trận rắc rối này nhưng mà ngươi có tự hỏi lòng mình, chuyện cho tới ngày hôm nay, ngươi thật chỉ vì giúp ta tìm thầm châu sao, nàng càng nói càng kích động, thậm chí tay dơ lên chỉ đến phương hướng hoàng cung tấn dương, là ngươi muốn đi vào trong đó, là ngươi muốn cái vị trí kia, là ngươi muốn tìm về mọi thứ ngươi đã mất đi. Nhưng mà, chữ thiên minh, nếu như ngươi nói ra, ta đương nhiên giúp ngươi. Tại sao rõ ràng trong lòng có suy nghĩ, nhưng lại phải nghĩ ra chiêu bài giúp ta tìm kiếm thầm châu chứ, nàng kích động làm cô độc chứng có chút hơi ngẩn người, vốn không phải là người hoặc bác hình như lại càng thêm mờ mịt hơn, hắn cứ như vậy nhìn chầm chầm như thương, đối mặt với chỉ trích của nàng vẫn không nhúc nhích, nhưng ở trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ cùng không hiểu, cái loại không hiểu đó cũng không kéo dài bao lâu, thay vào đó, chính là ngưng tụ phẫn hận, như thương cũng không thể nào nói ra lời tiếp theo, thậm chí lời nói đã lao ra cửa miệng nửa chừng lại, từng ực, một tiếng nuốt trở vào, là nàng nói sai rồi sao, tại sao ở trong biểu tình của cô độc chứng nàng lại nhìn thấy thất vọng cùng đau khổ, tại sao ở trong ánh mắt của cô độc chứng nàng lại nhìn thấy chua xót cùng đau thương, trong lúc nhất thời, nàng cũng giật mình, chương 424, hối hận sao. Hai người cứ đối diện như vậy mà nhìn nhau, thời gian chừng một nén hương, ai cũng không lên tiếng, rốt cuộc vẫn là cô độc chứng mở miệng trước tiên, nhưng lại nói, ngươi cứ như vậy nhìn ta giống như là hỏi cũng tựa như là rõ ràng tự thuật như thương nói xong căng thẳng trong lòng nhưng lại bắt đầu hối hận một phen chỉ trích đó của mình nhưng lời đã ra miệng không có đạo lý thu hồi nàng đành phải mạnh mẽ cắn răng nên đón hướng ánh mắt của đối phương cho dù bên trong đó có một tia mập mờ không dễ suy xét ngươi nói không sai ta đúng là muốn trở về nơi đó nhưng không phải bởi vì chức vị hay ngôi vị hoàng đế mà là vì là mẫu thân của ta Hắn đứng lên, tận lực đem thanh âm hạ xuống thấp, cũng để bình tĩnh lại, như thương nhìn hắn tự mình bước đi thông thả đến bên cửa sổ, cũng không có đẩy cửa sổ ra, chỉ là cách cửa sổ giấy mà ngẩn nửa đầu nhìn ra bên ngoài. Một hồi lâu, thanh âm lại chậm rãi mà đến, nói, rất nhiều chuyện không biết thì tốt, nhưng một khi biết rồi, thì không có cách nào để mặc cho nó tiếp tục phát triển theo phương hướng không tốt. Bên trong tòa hoàng cung này có mẫu thân của ta, còn có thái tử vẫn luôn muốn sát hại nàng. Ta thật sự không có cách nào ngồi yên không để ý đến. A à thương ngươi không biết, những ngày ngươi không có ở đây, vào mỗi buổi tối ta đều đi đến canh giữ bên ngoài viện liên nhi trong hoàng cung, chính là sợ người biết điều khiển rắn lại đến hành hung. Trong giọng nói của hắn, nét mặt xen lẫn đau khổ cùng bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời, nói ra làm cho như thương không phản bác được. Thật ra có đôi khi cũng hận ngươi. Cô độc chứng tiếp tục nói, nhưng rất không được tự nhiên nổi lên một nụ cười khổ hận ngươi tại sao phải đến tây dạ. Cũng tự hận bản thân tại sao lại không thể bỏ mặt ngươi không cần để ý đến, nếu như ta không năm lần bảy lượt ra tay cứu ngươi, e rằng hiện tại sẽ là một cảnh tượng khác, hối hận sao? Nàng rốt cuộc chen vào nói, cũng không nóng không lạnh ném ra một câu như vậy, thật ra thì ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, bản thân nàng đã hối hận trước rồi, kiếp trước vẻ mặt lạnh nhạt hai mươi mấy năm, mặc dù ở chung với Tiêu Phương 4 năm đã thay đổi rất nhiều, nhưng đôi lúc những lời nói lạnh lùng có lẽ không nghe theo mà cứ tự do từ trong miệng lao ra, thí dụ như lời nói lúc này, chương 425, không hối hận. Bất quá cô độc chứng cũng không thèm để ý, hắn thế nhưng rất trịnh trọng lắc lắc đầu, trả lời nàng, "Không hối hận." Một tiếng, "Không hối hận." Thân hình cũng chậm rãi quay lại, thấy Tần Như thương nhíu mày nhìn về phía hắn, cô độc chứng cũng chỉ nhún vai một cái, bất đắc dĩ thở ra nụ cười khổ hắn rất ít dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện hoặc là nói ngày trước hắn thật sự rất ít nói chuyện nhưng tần như thương cuối cùng lại ép hắn từng câu từng câu mở rộng lời nói trong lòng đều là tự mình lựa chọn sau này cũng không hối hận hắn thả lỏng tay lại nói như thương mặc kệ ngươi tin hoặc không tin muốn đi vào hoàng cung trong thành tấn dương tuy rằng ở bên trong có mục đích cá nhân ta nhưng nói đến cùng vẫn là vì ngươi nếu như không có ngươi ta đại khái có thể tính toán mang được người từ bên trong đi ra từ đó phụng dưỡng cả đời không cần phải để mình cuốn vào đi vào tranh giành những thứ hư vinh không ra gì này tâm như thương có phần lay động không thể không thừa nhận lời nói sau này của cô độc chứng nàng vẫn muốn lựa chọn tin tưởng hắn nhưng khi dùng hành động gật đầu để biểu hiện ham muốn ra ngoài thì lại biến thành lắc đầu nàng nói dù vậy dẫn đến hai nước giao chiến cũng đi ngược lại dự tính ban đầu của ta ta muốn có thầm châu nhưng từ đầu đến cuối không muốn nhắm vào sinh mệnh dân chúng vô tội để trả giá Dân chúng tay không tất sắc không giống như tướng sĩ thân mặt khôi giáp Ta mặc dù không phải người lương thiện Nhưng cũng không có tàn ác đến mức độ như thế Nói đến đây Nàng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy vô số loại biểu cảm đến từ trên mặt cô độc chứng Cũng tưởng tượng đến vô số loại phản ứng của đối phương Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới Sau khi hắn nghe xong lời này vẽ mặt lại vô cùng kinh ngạc Rồi sau đó giật mình mở miệng chỉ hỏi nàng, cái gì dân chúng? Tại sao phải chết giết dân chúng? Như thương dùng sức gõ gõ đầu, nàng cảm thấy, hiện tại không phải đầu óc của nàng có vấn đề, mà là trạng thái của cô độc chứng không bình thường. Hai nước giao chiến dân chúng thương vong, cái này còn cần phải hỏi sao? Lập tức đem suy nghĩ của mình nói ra, cô độc chứng lại đột nhiên cười ha hả. Chương 426, Hiểu lầm. Loại này cười làm cho như thương sợ hết hồn, cảm xúc cô độc chứng cho tới nay đều rất kín kẻ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười thành như vậy, vì vậy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn có chút bất mãn. Ngươi cười cái gì? Hắn chỉ thẳng vào nàng, thật vất vả mới ngưng lại tiếng cười, sau đó mới nói: Ta cười ngươi vòng vo nói nửa ngày, hóa ra là bởi vì sợ khi Tây giả đến xâm phạm giết hại dân chúng dọc đường. Nhưng mà Như Thương, ngươi không có tàn ác tới mức như thế, chẳng lẽ ta chính là đồ xem mạng người như cỏ rác sao? Trong ánh mắt Như Thương mang theo dấu hỏi cùng nghi ngờ lại nghe được hắn tiếp tục nói, ngươi hiểu lầm, cô độc chứng đến gần vài bước, rồi cúi người xuống ở trước mặt như thương, dùng bàn tay chống lên ghế dựa, nhìn dáng vẻ rất giống hạ xuống trên cánh tay nàng, nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi lựa chọn, ngươi vẫn chưa hiểu được Tây Dạ. Nơi đó mặc dù cũng có quân trấn quốc, nhưng mà về phần binh lực so với đông thục thật sự khác rất xa, coi như bọn họ dẫn theo toàn thể quân trấn quốc ra ngoài, sợ là ngay cả hách quốc cũng không ra được, đã bị tướng sĩ biên quan giết cho không lưu lại một mảnh giáp, như thương, người Tây Dạ dựa vào chính là xà cổ, chứ không phải đại quân. Mà ta, cũng bởi vì biết bọn họ sẽ không mang theo đại quân xâm phạm, cho nên mới phải đề nghị với đồ lạp về khoản giao dịch này. Lời này khiến như thương rất bất ngờ, vừa nghe vừa ở trong lòng không ngừng tiêu hóa ý tứ lời nói của hắn, cuối cùng đã hiểu rõ, hiện tại không xác định hỏi, ngươi ý muốn nói là, cho dù Tây Dạ đến cũng chỉ lặng lẽ, chứ không phải giống ta suy nghĩ chỉ huy đại quân một đường xung phong liều chết cô độc chứng gật đầu đương nhiên tây dạ cũng không có bản lãnh đó bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là được tây dạ vương cùng vương hậu cho lặng lẽ mang theo một nhóm dị sĩ âm thầm đến tấn dương sau đó ở chỗ này đơn độc cùng người hoàng tộc triển khai đỏ sức nói ra đây cũng là phương pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất sống chết của dân chúng uy hiếp không được hoàng gia bọn họ chân chính để ý chính là tính mạng của mình lời nói cô độc chứng đến đây chấm dứt, như thương lại đột nhiên thoáng cái mặt liền đỏ. Những lời nói lúc nãy thật giống như một màn chuyện cười. Chương 427, Giang Sơn hay không ta muốn nó để làm gì? Bản thân còn nói nhiều lời chỉ trích người ta như vậy, còn không chỉ hoài nghi cô độc chứng là trong lòng muốn tách ra khăn khăn tự mình ngồi lên ngôi vị thái tử. Nàng thậm chí còn vụng trộm nghĩ đến có nên dứt khoát phất tay rời đi hay không, nhưng mà, không để ý tới ngươi. Nàng không ngồi thêm được nữa, bật nhảy thật cao từ trên ghế xuống, sau đó liền chạy như bay ra khỏi cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại cô độc chứng một mình tự cười khổ, cười khổ là vì trong chớp mắt vừa rồi nhìn thấy được vẻ thẹn thùng của Như Thương, cũng là vì ở một góc độ nào đó nàng đã không tin tưởng cùng hoài nghi, có gian sơn hay không, ta muốn nó để làm gì. Hắn nỉ non tự nói, trong lòng dâng lên chua xót, rất lâu không gạt bỏ được chấm 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 chấm. Nói đến tầng Như Thương đi ra khỏi cửa, Vừa mới quẹo khúc quanh muốn trở về phòng của mình, lại không để ý, phanh, một cái đụng ngay mặt với một người đang đi phương hướng ngược lại, nàng tâm tư hỗn loạn, há miệng liền ném ra một câu, người nào đó, đang vươn tay ra đỡ lấy nàng vạn sự thông lúng túng dừng một chút, rồi sau đó nhỏ giọng nói, cô nương, thật xin lỗi, lửa giận của Như Thương cũng vào lúc này dịu lại một chút, gặp phải là Vạn Sự Thông, bất đắc dĩ khoát khoát tay, ý bảo không có sao, nhưng khi nhấc chân muốn tiếp tục đi về phía trước, lại nghe vạn sự thông đột nhiên hỏi cô nương ngươi làm sao vậy nàng hạ một tiếng quay đầu hỏi ngược lại hắn ta thế nào vạn sự thông nhìn nhìn ở trên mặt nàng há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra không có việc gì cô nương đi nghỉ ngơi đi hắn nói chuyện không đầu không đuôi không có trình tự như thương cũng không có lòng dạ nào để ý tự mình xoay người trở về phòng nhưng sau khi nàng đã đi xa vạn sự thông thở dài ra một hơi thầm nói đúng là không có việc gì chỉ là mặt của ngươi đỏ hồng khác thường, đang bước đi thông thả đến chính viện, lại gặp phải Mai Mai đang đi về hướng phòng của cô độc chứng, lấm la lấm lét muốn thò người ra bước vào, nhưng tay còn chưa có chạm đến khung cửa đã bị quỷ đồng đột nhiên chạy tới một phát lôi kéo người trở về, hắn không muốn cùng người này cãi nhau, tự chọn một chỗ thanh tĩnh mà ngồi xếp bằng, điều chỉnh hồi lâu, cuối cùng làm cho tâm trạng mình đã nhiều ngày nay đều không thể nhẹ nhàng về lại vị trí ban đầu. Chương 428, quân địch Tây giả dạ đến đại trạch ngoài thành Tấn Dương, mọi người vậy mà đã ở lại đúng 40 ngày. Vào lúc Mai Mai đã sắp bị sự kiên nhẫn dày vò, thì một con hải đông thanh im hơi lặng tiếng bay vào trong viện, rơi thẳng tới phía trước cửa sổ cô độc chứng. Loài chim đưa thư, người ở bên trong đẩy nhẹ cửa sổ ra, lấy tờ giấy từ dưới chân phi cầm, chỉ liếc mắt một cái liền ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người trong viện nói, quân địch Tây giả dạ đến, lời vừa nói ra, trong viện mọi người hoang hô nổi lên bốn phía cảm giác đó căn bản không giống như đang có địch đột kích đến, mà giống như là thời điểm lâm nguy đợi được cứu binh đến, Như Thương nhìn Mai Mai đứng đầu vui vẻ reo hò, không khỏi vuốt vuốt trán, thầm nghĩ mình thu nhận cái tiểu đệ này thật sự là có chút ầm ỉ. Lúc này quản gia Lưu Thắng vừa đúng lúc từ trong viện đi qua, Như Thương đột nhiên trùng mình, tựa như nghĩ tới điều gì, cùng lúc đó, Vạn Sự Thông cũng nhìn qua nàng, hai người thần sắc vừa biến, cùng nhau gật đầu. Sau đó chỉ thấy được hai bóng người rất nhanh thoáng qua ở trước mặt người khác, quản gia kia đang cất bước bỗng chốc liền ngừng lại, người như là bị đóng băng, cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả miệng cũng là há nửa chừng, mai mai sững sờ, ngay sau đó phản ảnh lại, như thương cùng vạn sự thông đây là đang ra tay đi khống chế hạ nhân trong viện, vì vậy thân hình thoát một cái, cũng gia nhập chiến đoàn, nói đến, quản gia Lưu Thắng đúng là có chút công phu, chẳng qua hắn không nghĩ tới những người này có thể hoàn toàn không báo trước đột nhiên làm khó dễ, lúc này mới hiểu được thủ đoạn của Như Thương, mà những người khác, mặc dù cũng có chút quyền cước, nhưng so với ba người Như Thương vậy thì cùng bọn họ không có giống nhau rồi, trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới toàn bộ hạ nhân tòa đại trạch này đều bị bọn họ dùng thủ pháp nhanh gọn phong bế huyệt đạo, tất cả ổn định bất động đứng nguyên tại chỗ, làm xong những thứ này, Như Thương lại bước đi thông thả trở về trong viện, hướng về phía quỷ đồng nháy mắt ra hiệu hài tử lập tức hiểu ý, rồi sau đó bắt đầu hành động, chương 429, quản thúc hạ nhân. Sẽ có người đúng giờ đưa cơm ăn cho các ngươi, có thể chạy trốn, nhưng có thể chạy được ra ngoài hay không, các ngươi tự mình xem xét, hắn thốt ra lời này xong, trước khi rời khỏi viện mai mai đột nhiên phát ra một trận gào thét kỳ quái, mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hắn đang khép lại hai tay đặt ở khóe miệng, lớn tiếng hướng về phía trong rừng điên cuồng kêu lên, không lâu lắm, đúng là có một lão hổ kèm theo hai con gấu đen đồng loạt chạy ra quỷ đồng vừa thấy liền vui cười hoan hô mừng rỡ chạy đi xem vạn sự thông thoáng nhìn như thương một cái hơi có chút bất đắc dĩ nói muốn chạy trốn thật đúng là tự mình xem xét không sai mai mai gọi đến ba trợ thủ này là dùng để trông giữ người khi một lão hổ cùng hai con gấu đen to lớn đứng ở cửa phòng chứa củi những người bên trong đó tất cả đều đang bị dọa cho sắc mặt trắng bệch nếu không phải bởi vì bị phong bế huyệt đạo e rằng cũng sớm đã phát ra gào thét trung trời rồi. Cô độc chứng lúc này cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thoáng qua nơi đó, rồi hướng về phía Mai Mai dơ lên ngón tay cái. Đối phương đắc ý cười cười với hắn, rồi sau đó chen lách xô đẩy lại đến bên cạnh cuốn lấy cô độc chứng. Quỷ đồng rất thích ba vị bằng hữu mới kia, mặc dù chúng nó biểu hiện vẫn chưa phải đặc biệt thân thiện, ngoại trừ sẽ cùng Mai Mai trao đổi ra. Đối với những người khác hầu như là cũng không thèm để ý, nhưng thứ này cũng không ảnh hưởng quỷ đồng đến thích bọn chúng, dù sao có lời nói mai mai, bọn chúng cũng không cắn người, quỷ đồng hết sức vui vẻ đùa nghịch, lúc này có chuồng chuồng bay qua, mai mai đưa tay đón lấy, rồi để vật nhỏ kia sát vào bên tai, tự nghe một lát rồi thả chuồng chuồng bay đi, sau đó nhìn về phía cô độc chứng, nghiêm mặt nói, hạo vương trúng độc, không thể giải, đã bị mất mạng, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, như thương thầm nói, động tác của Tây Dạ quả thực rất nhanh, nhưng... Hiện tại cũng không phải là thời điểm bọn họ động thủ theo lời cô độc chứng mà nói, mọi người còn phải đợi một thời cơ, đợi đến hoàng tộc đông thuộc chủ động đến mời, tới lúc đó mới có tư cách để nói điều kiện với đối phương. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, vạn sự thông cùng mai mai từng người bận rộn phát động, chương 430, tin tức. Dựa theo bản lãnh của mỗi người bọn họ đối với Tây Dạ hay Đông Thục trong trận ám đấu này phải triển khai điều tra cặn kẽ, bỗng nhiên liền có tin tức truyền tới Đại Trạch, nói là Tây Dạ lần này tổng cộng đến 20 người, bao gồm Tây Dạ Vương và Vương Hậu, còn có Đại Tế Ti Đồ Lạp, lại nói, Tây Dạ chọn nơi dừng chân ở ngoài thành Tấn Dương Ba Dặm, phương hướng lại vừa khéo ngược lại với tòa đại trạch này, lại nói, chung quanh chỗ người Tây Dạ chọn dừng chân bày xa trận, người đông thuộc nhiều lần đi vào đều bị tóm lấy, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại thương vong vô cùng nghiêm trọng, lại nói, Hoàng cung đông thuộc đã chết nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, thập nhất hoàng tử. Quý phi, toàn bộ phi Tần mỹ tần đều đã chết ngoài ra vô số cung nữ thái giám bị mất mạng mấy người đối với tin tức như thế cũng không kinh ngạc rắn tây dạ bọn họ đều hiểu rõ đánh lén tuyệt đối là phương tiện tốt nhất nhưng vào lúc này cũng truyền đến trong cung có lực lượng giúp đỡ phản kháng chính là người biết điều khiển rắn trong cung thái tử nhưng vạn sự thông mang tới tin tức còn nói người nọ mới bắt đầu lâm trận cũng sai khiến rắn đấu với tây dạ nhưng khi người gặp phải vương hậu tây dạ lập tức phản chiến Ngược lại giúp đỡ Tây Dạ bắt giữ Thái tử Đông Thục hiện tại, lời vừa nói ra, thần sắc cô độc chứng lập tức nghiêm túc, Như Thương cũng biết, thời gian đã đến lúc rồi, lại bắt giữ một thái tử, dùng quan điểm Tây Dạ Vương cùng Vương hậu để nghĩ, hiện tại hẳn là nên lên đường trở về phủ, từ đó hai nước sẽ tiếp tục được bình an vô sự 20 năm, nhưng bọn họ lại không thể để Tây Dạ cứ như vậy mà đi, không riêng bọn họ, Đại tế Ti đồ lập cũng sẽ không cho Tây Dạ Vương trở về dễ dàng như vậy lần này gây ra tranh chấp hai nước, hắn xuất ra lực lượng lớn, nếu không phải sau khi hắn trở về dùng lời nói cùng địa vị tế ti một phen cổ động với vương giả, sợ là chuyện Tây giả đến xâm phạm đông Thục, bọn họ còn phải lo lắng nhiều hơn, dù sao muốn sát thương sinh mạng trong phạm vi nhỏ thì có thể, nhưng ngộ nhỡ hoàng tộc đông Thục có chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, hoặc là dứt khoát cắn răng liều mạng cùng một mất một còn. Tây giả kia muốn toàn thân mà lui, cũng thật sự là vọng tưởng. Chương 431, liên nhi đến. bọn họ không có biện pháp dẫn đến quá nhiều rắn, hơn nữa coi như dẫn theo nhiều rắn nhưng năng lực có thể được bao nhiêu so với mấy chục vạn đại quân đông thục, đúng là khác rất xa. sở dĩ đối với chuyện cô độc chứng bỏ trốn, đầu tiên bọn họ lựa chọn ngồi bàn quan là vì muốn nhìn xem bên phía đông thục phản ứng như thế nào. hôm nay cuối cùng đã xâm phạm, có lẽ bắt được thái tử hiện tại đã là mục tiêu thứ nhất của bọn họ. về phần cô độc chứng, coi như đã bỏ qua rồi. chủ nhân chợt có thanh âm của quỷ đồng từ ngoài viện cất lên mọi người trong viện nghe nhìn lại nhận thấy thanh âm hài tử mặc dù gấp nhưng tốc độ đi bộ lại có phần chậm chạp nhìn đến phía sau hắn mọi người bấy giờ mới hiểu được lý do hắn không đi nhanh là liên nhi liên nhi đi theo phía sau hắn di chuyển rất chậm cho nên mới làm bước chân của quỷ đồng cũng không thể không chậm lại theo mặc dù hắn đã sớm nói ở trên người liên nhi không ngửi thấy hơi người nhưng dù sao cũng là tiểu cô nương có mặt mũi nhu mì xinh đẹp quỷ đồng thế nào cũng không có biện pháp đối đãi với nàng như ngoại tộc. Liên nhi đến vào lúc này, mọi người cũng không ngạc nhiên. Bởi vì cô độc chứng có nói qua, đã đến lúc đồ lạp tới để thương nghị tiếp theo với bọn họ. Nhưng kỳ quái chính là, mọi người chỉ thấy liên nhi chứ không thấy đồ lạp vẫn luôn một tấc cũng không rời nàng. Hai đường mi thanh tú của như thương gắt gao nhíu chặt lại, rồi nhìn đến hướng liên nhi trong ánh mắt tựa như còn mang theo chút cảnh giác. Vạn sự thông chú ý đến ánh mắt biến hóa của nàng, theo bản năng đứng lên, đem như thương che chắn ở bên cạnh, động tác này của hắn khiến cho cô độc chứng nhìn lướt qua như có như không, dường như có chút giật mình, hàm xúc ý tứ của hắn nổi lên trên mặt, nhưng cũng chỉ là giật mình, đối với việc này vẫn chưa có dư thừa nửa câu, Như Thương kéo vạt áo cô độc chứng, kề sát đầu lại gần, nhỏ giọng nói, "Thành quỷ hàng ký gửi vào thể đã tách ra chủ thể, chỉ có hai loại khả năng. Một là hàng đầu chưa luyện thành đã bị người thâu tóm, hai là hàng đầu đã luyện xong nên bắt đầu hành động." cô độc chứng gật đầu một cái, trả lời nàng, hiện tại, hẳn là loại thứ hai, cẩn thận, cẩn thận, hai người một câu, cẩn thận, đồng thời ra khỏi miệng, ở trong lòng ngầm hiểu rồi sau đó nhìn nhau cười một tiếng.